Thưa quý vị, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2023 với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Dự họp có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, Nguyễn Thị Anh Thi và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm. Báo cáo tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, để chuẩn bị kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố, đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở ngành liên quan tập trung chuẩn bị khẩn trương hoàn thành 52 nội dung sẽ trình tại kỳ họp. Các nhiệm vụ theo giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đang được triển khai đảm bảo tiến độ. Trong đó, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt đã triển khai kế hoạch hành động cụ thể và bước đầu đạt kết quả tích cực. Đối với việc di dời mồ mả xen lẫn khu dân cư thì đã di dời hơn 8.500 trong tổng số hơn 48.000 ngôi mộ qua thống kê. Về thực hiện chính sách hậu phương quân đội với bộ đội xuất ngũ, đến nay các đơn vị địa phương đã tạo việc làm cho hơn 2.600 trường hợp. Đơn thư kiến nghị của công dân được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề xuất nhiều nội dung quan trọng trên Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét. Điểm mới tại phiên họp thường kỳ lần này là Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành hoạt động chất vấn ngay tại phiên họp. Theo đó, các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trả lời các vấn đề Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chất vấn.